Một số từ dễ nhầm. Khatta và khaida. Nếu mà để nguyên ấy thì nó không có gì dễ nhầm cả, nhưng nếu mà chia vào đôi aoyo thì nó rất là dễ nhầm nhá. Khatta nghĩa là đi bộ, chia aoyo là khoroyo. Thế còn khaida như là mất bao nhiêu thời gian ấy. Chia với aoyo là khoroyo. Đó. Ví dụ như là 우리는 같이 걸어요. Chúng tôi cùng nhau đi bộ. Thế còn 시간이 얼마나 걸려요? 걸려요 các bạn nhé. 걸려요 nghĩa là gì nhỉ? Mất bao nhiêu thời gian. 크다 nghĩa là to, chia với aoyo là 커요. 크다 nghĩa là tắt, chia với aoyo là 커요. 켜다 nghĩa là bật, chia với aoyo là 켜요. Các từ này nếu mà để nguyên thì nó sẽ không dễ nhầm, nhưng chia với aoyo rất dễ nhầm các bạn nhé. Ví dụ mình có 고추가 커요 nghĩa là gì nhỉ? Ớt to. 불을 꺼요 có nghĩa là tắt điện. 불을 꺼요 giao tiếp mình chỉ cần nói là 불 꺼요 thế thôi. Tiếp theo là TV를 켜요. TV를 켜요 nghĩa là gì nhỉ? Bật TV. 쓰다 nghĩa là viết, chia với aoyo là 써요. Thế còn 시다 nghĩa là chua, chia với aoyo là 써요. Ví dụ như là 글씨를 써요 nghĩa là gì nhỉ? Viết chữ. Thế còn 레몬은 셔요. 레몬은 셔요